Vụ Alibaba, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan. Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại hai trung tâm đăng kiểm ở Sơn La. Truy nã đặc biệt cụ bà 73 tuổi, vay 19 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Vụ thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn trên quốc lộ 1A đã xác định ô tô liên quan. Nổ pháo mừng sinh nhật bạn, ba thanh niên chia nhau 16 tháng tù. Khó khăn chồng chất của phim Việt chiếu Tết 2023. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi về các tin tức nóng hổi diễn ra trong ngày 16 tháng 1 năm 2023. Vụ Alibaba, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan. Đã có 14 trên 23 bị cáo trong vụ án Alibaba kháng cáo, trong đó vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan. 12 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo thông tin từ ông Trần Minh Châu, thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Alibaba, tính đến ngày 15 tháng 1, hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo của 14 trên 23 bị cáo trong vụ án Alibaba. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai cùng kháng cáo kêu oan. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thái Luyện vẫn cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng. Cho đến thời điểm xét xử vụ án, Alibaba vẫn có đất để trả cho khách. Đến trước thời điểm vụ án được khởi tố thì không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Do đó, hội đồng xét xử kết tội Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Đồng thời, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cũng có đơn kháng cáo kêu oan ở cả hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tại phiên tòa, Mai không kêu oan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng trong đơn kháng cáo, Mai vẫn khẳng định mình bị oan ở cả hai tội danh trên. Ngoài ra, 12 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bao gồm Nguyễn Quang Sơn, Trương Thị Hồng Ngọc, Trang Chí Linh, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Bùi Minh Đức, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Nguyễn Thị Vân Anh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Thái Lĩnh, Trần Huy Phúc, Phan Ngọc Nguyên và Nguyễn Thái Lực. Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án mức án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện và các mức án từ án treo đến 30 năm tù cho các bị cáo khác. Tuyên mức án cho các bị cáo Alibaba thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo do nhiều người còn trẻ, một số là anh chị em ruột trong gia đình. Các bị cáo đều không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu và gia đình có người có công với cách mạng. Mặc dù đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án khá nghiêm khắc cho các bị cáo từ 5 năm đến chung thân, nhưng trong phần nhận định, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trừ Nguyễn Thái Luyện, tất cả các bị cáo còn lại đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thậm chí có bị cáo được xem xét mức án dưới khung hình phạt. Cụ thể, trừ bị cáo Nguyễn Thái Luyện vẫn bị hội đồng xét xử tuyên mức án chung thân, Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, các bị cáo còn lại đều được tuyên mức án nhẹ hơn mức Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai là vợ chồng và còn nuôi con nhỏ, Luyện và Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh là anh em ruột, Võ Thị Thanh Mai và Võ Văn Trần Quang là chị em ruột nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là người thân của Luyện và Mai. Ngoài Nguyễn Thái Luyện, các bị cáo khác đều là nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Luyện, họ cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả. Trừ bị cáo Phan Ngọc Nguyên không nhận thức được hành vi, còn lại các bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 19 lãnh đạo, cán bộ trung tâm đăng kiểm về tội nhận hối lộ. Tin tức tiếp theo, truy nã đặc biệt cụ bà 73 tuổi vay 19 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cụ bà 73 tuổi đã vay tiền của nhiều người với số tiền lên đến 19 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú, đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt. Ngày 16 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã bị can Dương Thị Thanh, 73 tuổi, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chú huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ Luật Hình sự. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, bị can Dương Thị Thanh đã thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỷ đồng, bà Thanh rời khỏi nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Dương Thị Thanh và con trai là Lê Văn Bảy, sinh năm 1993, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, là người liên quan đến vụ việc
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của bị can Dương Thị Thanh thì đến cơ quan công an trình báo sự việc và được hướng dẫn. Tin tức tiếp theo, vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A đã xác định ô tô liên quan. Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A qua Thanh Hóa, một lái xe ô tô tải đã tới công an trình báo. Ngày 16 tháng 1, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ việc thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, nghi do liên quan tới vụ tai nạn giao thông hôm 12 tháng 1 vừa qua. Theo đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên là ô tô mang biển kiểm soát 34C-24524 do Nguyễn Danh Thường, sinh năm 1971, ngụ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển. Lái xe này đã đến Công an huyện Hậu Lộc trình báo sau khi nắm bắt được thông tin vụ tai nạn giao thông trên. Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 1, Công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm người để phục vụ điều tra, xác minh một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã này. Theo thông báo, vào khoảng thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Phủ Lý, xã Đại Lộc, chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40 đến 50 tuổi, đi xe đạp, loại xe ghi Đông Nam, trên xe có đem theo làn và giỏ nhựa. Nạn nhân mặc quần màu xanh, đi tất màu đen, đi bao tay màu đen, bên ngoài có mặc áo mưa dùng một lần màu xanh, đội nón lá cũ, nghi là người thu mua sắt vụn. Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn ở nhiều vị trí trên đường. Chiếc xe đạp của nạn nhân văng vào lề đường, hư hỏng nặng. Sau khi công an phát đi thông báo, người nhà nạn nhân đến nhận diện và xác định nạn nhân là bà Lê Thị L, sinh năm 1969, ngụ ở huyện Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đi chợ. Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên. Tin tức tiếp theo, nổ pháo mừng sinh nhật bạn, ba thanh niên chia nhau 16 tháng tù. Do nổ pháo trái phép mừng sinh nhật bạn, ba thanh niên đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt tổng cộng 16 tháng tù. Ngày 16 tháng 1, tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng pháo nổ trái phép đối với ba bị cáo gồm Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1997, Nguyễn Trọng Lâm, sinh năm 1998 và Nguyễn Doãn Phương, sinh năm 1995, tất cả cùng ngụ tại thành phố Thanh Hóa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thanh Hóa, trong quá trình tới dự sinh nhật một người bạn ở phố Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Cường có mang theo hai hộp pháo hoa nổ, loại gian 36 quả. Tại đây, Cường lấy hai hộp pháo, để Lâm và Phương mỗi người cầm một quả, ra cách cổng nhà khoảng 2m để Cường châm lửa đốt pháo. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Đông Vệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật và kiểm tra, xác minh vụ việc. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã nhận được số pháo trên ở một sân bóng đá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, hai hộp pháo trên được xác định là pháo hoa nổ, tổng khối lượng khi chưa nổ khoảng 2,6 kg. Với hành vi trên, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Doãn Phương đã bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Lâm 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tin tức cuối cùng, khó khăn chồng chất của phim Việt chiếu Tết năm 2023. Gần nhất, trong một cuộc khảo sát trên diễn đàn phim với chủ đề lựa chọn phim nào để xem dịp Tết Nguyên đán 2023, Avatar: The Way of the Water vẫn là tác phẩm hàng đầu được khán giả Việt yêu thích với 62%. Ba phim Việt xếp lần lượt là Chị Em Em 2 26%, Nhà Ba Nữ 8%, Siêu Lửa Gặp Siêu Lầy 1%. Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, song phản ánh khía cạnh khác trong cuộc đấu phim Tết năm nay. Ba tác phẩm nội địa, ngoài việc cạnh tranh doanh thu lẫn nhau, còn gặp khó khăn khi phải đối đầu với bom tấn Hollywood. Trong đó, Nhà Ba Nữ đang được chú ý hơn cả. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai của Trấn Thành trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Phim xoay quanh câu chuyện của chủ quán bánh canh Ngọc Nữ do Lê Giang thủ vai, người mẹ khó tính, nghiêm khắc và mang gánh nặng cơm áo gạo tiền trong gia đình. Nhà Bà Nữ khai thác chủ đề gia đình vốn là thế mạnh của Trấn Thành. Kể từ sau Bố Già, doanh thu 400 tỷ đồng, khán giả luôn chờ đợi và đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm điện ảnh tiếp theo của anh. Nếu Nhà Bà Nữ là câu chuyện của một gia đình bình dân giữa lòng thành phố hoa lệ, thì Chị Em Em 2 lại khai thác cuộc sống thượng lưu với những toan tính, đấu đá giữa các đệ nhất mỹ nhân một thời. Đứa con tinh thần của Vũ Ngọc Đãng lấy cảm hứng từ giai thoại nhân vật Ba Trà, Trần Ngọc Trà và Từ Nhị, Marianne Nhị do Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng. Theo tiết lộ từ ekip,
Ngoài những phân đoạn tranh giành, mưu mô, phim còn nhiều chi tiết hài hước, gây cười để phù hợp với không khí ngày Tết. Đến từ đạo diễn Võ Thanh Hòa, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là dự án thuộc thể loại hài duy nhất tại rạp phim trong mùa Tết năm nay. Phim xoay quanh câu chuyện của Khoa, do Mạc Văn Khoa thủ vai, một tên trộm đến từ Phú Quốc đầy đủ đời. Vô tình Khoa gặp Tú, do anh Tú thủ vai, tội phạm với vẻ ngoài điển trai, mưu mô, cả hai kết thân và thực hiện nhiều phi vụ lớn nhỏ. Về sau, nhóm kết nạp hai thành viên là ông Năm do Nhất Trung thủ vai và Mã Lai do Ngọc Phước thủ vai, tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhiều năm qua, Tết Nguyên đán được coi là thời điểm vàng cho thị trường điện ảnh Việt. Ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung của hệ thống rạp chiếu phim CGV cho rằng đa phần khán giả trong nước thường có xu hướng lựa chọn thưởng thức phim Việt trong dịp Tết. Vì thế, ba bộ phim đến từ Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng và Võ Thanh Hòa có nhiều lợi thế để tiếp cận số đông và đạt doanh thu tốt khi trình làng. Giữa những cơ hội, đạo diễn Hoàng Nguyễn cho rằng loạt phim Việt cũng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đất nước ảm đạm kéo dài hơn cả năm qua, khiến cho nhu cầu chi tiêu ở lĩnh vực giải trí của người dân trở nên hạn hẹp. Ngoài ra, việc hàng loạt phim Việt có chất lượng thảm họa ra mắt trong năm 2022 khiến cho khán giả mất niềm tin vào điện ảnh nội địa. Một thách thức khác phải kể đến là phim Việt tiếp tục chia sẻ miếng bánh doanh thu với hai tác phẩm ngoại gồm Bom Tấn Avatar, The Way of Water, Puss in Boots, The Last Wish. Sức nóng của hai phim này vẫn chưa hạ nhiệt. Đến thời điểm hiện tại, đây là hai tác phẩm có suất chiếu đứng đầu phòng vé Việt. Avatar, The Way of Water ghi nhận mức doanh thu gần 260 tỷ đồng, theo ghi nhận từ Box Office Việt Nam. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Nếu yêu thích, hãy like và để lại bình luận để tạo động lực cho chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!